Dạ con tên là Ma Văn Hùng, con học lớp 6, con học trường Nguyễn Hiền. Gia đình con có 4 anh chị em, ba mẹ con mất rồi. Mà con gái mình tránh bỏ lại cháu mình không lại chồng để mình bỏ lại bơ lẫn bẩn nữa nè. Còn có ông anh thì một đứa bà vợ mà có một đứa con nuôi ăn không đủ vì đi làm thợ thất nghiệp đó, không nuôi được nữa cho nên bỏ cái đem về. Thì sau chừng mình có ăn đúa mình cũng đem mình nuôi hết để cho ăn hạt, chứ thấy ăn khổ quá. Bà ngoại con làm bốc đạo thi, thường là bà ngoại con cho con 10.000 để đi học, lâu lâu cho một lần, còn không thì còn cơm dư là nấu ăn. Sức khỏe có chồng tới là bị tim, rồi huyết áp, rồi dạ dày, thận. Phải có tôi nữa thì hồi thì phải rồi đi luồn được rồi cũng mệt, luồn 10 bữa cái nghỉ thoáng. Họ thấy mình do yếu, họ kêu mình luồn thì cái luồn chích chích cho nên nó rồi kiếm đồng rồi nuôi chồng với lại chị đơn trái gì kể giúp 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 cho hắn cho chị bỏ hắn muốn tội. Má con mất năm 2019 do ung thư dạ dày, còn ba con mới mất đây khoảng hơn 3 tháng do cũng ung thư gan. Để chạy viện cho ba. Dạ con mượn tiền cô về chú bác. Mà ba con còn sống, con tấm lưng bóp tay cho ba con. Ba con thường dẫn con đi chơi thì nấu ăn cho con ăn và có cho tiền ăn sống. Từ khi mà ba con mất là gia đình con buồn chán. Lao lao chạy con đi làm về, dẫn con ra công viên chơi. Con thấy ba mẹ cứ có bọn dẫn con đi chơi. Lúc đó con buồn, con đi ra chỗ khóc hoặc là con chạy tới chỗ chị con. Hùng nói là bận, bà nói là đây là đồ không cha không mẹ. Cái con nói là em không cha mẹ nhưng mà con có chị. Chị lo cho. Con đi phụ mai từ sáng mới tới tối, con đi làm từ 7 rưỡi sáng đến tới 7 giờ tối mới về. Còn lương là phụ thuộc vào sản phẩm công an, lương tháng cỡ 4-5 triệu. Đầu tiên là lo chi phí ăn uống trong gia đình cho mấy ông bà cháu, cho cô Hồng đi học. Nếu mà chi tiêu cắt cao thì sẽ đủ, còn nếu mà phát sinh ra thì sẽ không đủ. Nói chung là nó nhiều áp lực mà mình cũng phải cố gắng, tại vì giờ mình là trọng trách trong gia đình rồi, mình phải lo cho em chứ mình không có thể để cho tụi nó bơ vơ được. Cháu Mê Văn Hùng á, là hoàn cảnh của hắn rất là đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Qua cái công tác tuyên truyền vận động địa phương á, thì hỗ trợ cho cháu Hùng mỗi tháng được 300.000. Thì tao cũng cầu mang khi có sức khỏe tôi luôn nuôi chá ăn đi hạt. Có là mình sợ là mình dò là mình yếu mình chết rồi cũng không có mà lo cho hắn nữa. Con có điều muốn nói với ông bà con là ông bà giữ gìn sức khỏe và con sẽ cố gắng học hơn.